Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Bùi Xuân Dương. Đây là chương trình y tế của tổ hợp Orange County Adventist để sống vui, sống khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, bên cạnh của chúng tôi có sự hiện diện thường trực của bác sĩ Lê Hồng Sơn, the chairman của tổ hợp Orange County Adventist. Tôi là bác sĩ Lê Hồng Sơn, xin kính chào quý vị. Chào bác sĩ Dương, chào bác sĩ Thái. Vâng, bác sĩ Thái, Nguyễn Quang Thái là bác sĩ y sĩ trưởng của tổ hợp Orange County OC. Vâng, tôi là bác sĩ Nguyễn Quang Thái, xin kính chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, Orange County Adventist, viết tắt là OCA, mà ngày xưa chúng tôi vẫn thường gọi là ông chọn ai đó. Như là quý vị nào có Medicare và chưa biết chọn tổ hợp nào thì là OCA, là ông chọn ai thì đã biết ngay. OCA, MG là Medical Group. Kính thưa quý vị, thì hôm nay thì chúng tôi tiếp tục khai triển một cái vấn đề vô cùng quan trọng mà chúng tôi nghĩ sẽ nói rất nhiều trong nhiều năm tháng sắp tới. Đó là cái vấn đề mà cái sự quan trọng của cái vitamin D, thì chúng ta thiếu cái vitamin D. Chúng tôi đã nói nhiều trong nhiều năm trước, đến nỗi mà nói nhiều, đến nỗi mà người ta gọi là biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng mà nói mãi cho tới bây giờ chúng tôi không nói nữa trong một thời gian ngắn, thì cái gì, sự hiện tượng gì đã xảy ra bác sĩ Thái, khi mà chúng ta không nói về vitamin D nữa bác sĩ Thái? Vâng, kính thưa quý vị, một thời gian chúng tôi không nói nữa, thì gần đây chúng tôi thấy rất nhiều bệnh nhân hồi xưa đã uống vitamin D3 tự nhiên ngừng, không uống nữa, tưởng là mình uống đầy đủ rồi thôi, không cần uống tiếp nữa. Thứ nhất, cái thứ hai là có rất nhiều bệnh nhân mới, tức là đi làm về hưu rồi gia nhập nhận tôi là bác sĩ, thì tôi thấy đó hôm nay đã 2-3 người mà thử máu vitamin D chỉ có 15-16 thôi, mặc dầu cái mức tốt đẹp đó tối thiểu phải 30 và muốn tốt đẹp phải giữa 40 và 60. Vâng, thì đó là cái lý do tại sao mà bác sĩ Dương hôm nay và tổ hợp Orange County Adventist Medical Group muốn nhấn mạnh nói chuyện với quý vị về vitamin D một lần nữa. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đeo kính râm là tại vì là nói đến vitamin D thì thông thường người ta nói phải ra nắng, phơi nắng, và phơi nắng quý vị nhớ đeo kính râm vô để đỡ bị cataract, rồi bôi thoa kem thêm nữa để đỡ bị chống nắng, thì làm như vậy thì nó da mình nó đỡ đen, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ không bị vitamin D, không có nhiều vitamin D. Bác sĩ Lê Hồng Sơn, trước mình nói nhiều về khi nắng ban mai và nắng giữa trưa. Bác sĩ Sơn, vitamin D, bác sĩ Sơn. Kính thưa quý vị, tuần trước chúng tôi đã nói về vitamin D và những cái bệnh liên hệ tới xương và những bắp thịt. Đề phòng, một trong những thuốc để đề phòng cái bệnh gọi là bệnh rỗng xương. Thật sự quý vị, trong vitamin D trong nhiều năm vừa qua, người ta thấy rằng vitamin D có tác dụng rất là nhiều bộ phận trên cơ thể chúng ta. Không phải là nó chữa hẳn những cái bệnh đó, nhưng mà nó giúp cho chúng ta đề phòng và chúng ta cải thiện cái cách điều trị của những cái bệnh đó. Trong những cái bệnh mà bắt chắc bác sĩ Dương sẽ cho quý vị xem là những cái bệnh thông thường nhất trong cái đời sống của chúng ta, như bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, bệnh mắt, bệnh về những bệnh thần kinh, vitamin D cũng đóng một vai trò tương đối khá quan trọng trong cách đề phòng cũng như điều trị của những cái bệnh đó. Vâng, kính thưa quý vị, khi mà quý vị phơi nắng ở ngoài nắng, thì một lần nữa thì quý vị cẩn thận là cái nắng tốt đó, cho vitamin D là cái nắng nó rất là gay gắt giữa ban ngày, giữa buổi trưa, nó là UVB. Cái UVB nó mới xuyên được qua cái tất cả các UVB nó yếu hơn là UVA. Cái UVA nó làm cho chúng ta đen, nó rất là mạnh, nó xuyên qua tất cả các cửa sổ, xuyên qua cả mây. Thành ra vì vậy chúng ta phơi nắng nhiều có thể bị đen thôi, nhưng mà cái đen đó là do cái UVB hay UVA nó gây ra, chứ còn UVB là cái mà nó gây ra vitamin D thì nó yếu hơn nhiều. Thành ra vì vậy cách tốt nhất để có cái đủ cái vitamin D là bác sĩ Thái. Vâng, kính thưa quý vị, để tiếp lời với bác sĩ Dương, là rất nhiều người đó tại sợ ánh nắng trưa nó hỏng da chúng ta, vì vậy đó họ bảo tôi đi ánh sáng từ lúc 9 giờ sáng. Tôi đồng ý với bác sĩ Dương, nếu mà quý vị đi với bánh ánh sáng hồi 9 giờ sáng thì chỉ có cái gọi là hồng ngoại tuyến loại A nó mới qua được mây và đụng vào da quý vị thôi. Và cái đó nó không có làm cho da của quý vị tiết vitamin D, mà có thể nó gây ra cancer da. Giữa giờ trưa thì lúc đó cái gọi là cái phần UVB nó mới xuyên qua mây và nó xuống da quý vị được. Thì người ta khuyên là quý vị nên cần chỉ có
khoảng 10-15 phút mỗi ngày thì quý vị cũng có thể gọi là có đầy đủ vitamin D trong ngày đó của quý vị. Tại chỉ có nửa tiếng mà phơi nắng ở ngoài trưa, quý vị cơ thể quý vị tiết ra 20.000 unit vitamin D3 trong thời gian khoảng cách đó. Lẽ dĩ nhiên quý vị không thể được mặc áo, đội nón che hết cả và quý vị mà là mong rằng là cơ da của quý vị sẽ tiết vitamin D rồi. Da của quý vị cứ phải cởi áo ra để da của quý vị gọi là trực tiếp gọi là va chạm với hồng ngoại tuyến bì. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi nói kỳ trước là về cái vấn đề mà mình rỗng xương, là khi chúng ta lớn tuổi chúng ta xương chúng ta mỗi một ngày một xốp đi, nhưng mà nếu thiếu vitamin D thì chúng ta sẽ bị nặng hơn. Vì thế chúng ta cần phải tránh những cái tư thế ngoài, uống đầy đủ vitamin D, uống đầy đủ calcium, thì chúng ta cũng phải tập những cái thứ mà như là trước hết như là quý vị thấy ở đây là tập đứng. Và tập đứng thì mình khi mình đứng một chân, mình đong đưa một chân thì cái trọng lượng của mình nó sẽ dồn xuống ở một chân mà thôi. Thì vì vậy đây là cái lý do mà rất là nhiều những người bác sĩ đã khuyên bệnh nhân là tập đứng một chân rồi cứ đong đưa cái chân kia để cho mình giữ cái thăng bằng. Cái hình mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị tuần trước đó là cái hình mà bác sĩ Thái đi bộ xuống cầu thang. Đây là cái chỗ mà chúng tôi trình diễn với quý vị. Thì khi mà đi xuống như vậy, quý vị thấy là bác sĩ Thái tay thì sách mà ôm cái gì đó không biết, mắt thì nhìn trần, đi thì không thèm nhìn cái chỗ nào mình đi. Nhưng mà đây sau đó bác sĩ Thái nói cái đó chúng tôi chỉ đóng kịch thôi, bác sĩ Thái kể là bác sĩ Thái làm cái gì đây. Quý vị thấy bác sĩ Thái đi thì tay nắm cái thành, mắt thì nhìn xuống mình bước ở đâu. Đây là cái vấn đề là rất là cẩn thận. Thật là vì vậy chúng ta chỉ cần lơ đãng một chút là có thể bị té ngã ngay lập tức. Như bác sĩ Sơn vừa mới nói hồi nãy thì là cái vấn đề mà người lớn tuổi thì dễ bị tiểu đường rồi mắt mờ. Cái nhà của quý vị buổi tối mà để cái phòng này là trống, cái phòng chơi của chúng tôi đi như vậy buổi tối ngủ rất là nguy hiểm. Thành ra vì vậy đi đứng đi tiểu bằng vấp ngã thì té là nguy hiểm lắm, phải bác sĩ Sơn? Thực sự cái vấn đề mà té ngã đối với những người lớn, đặc biệt những người lớn tuổi, nên như quý vị biết là tổ hợp Orange County Adventist Medical Group là phục vụ quý vị những người cao niên, do đó chúng tôi để đặt vấn đề đề phòng té ngã đối với người bệnh nhân của trong tổ hợp là điều rất là quan trọng. Thực sự cái té ngã là một trong những nguyên nhân mà để nhập viện tương đối nhiều của những người lớn tuổi, và những cái đó thì chúng ta có thể đề phòng được bằng những cái chúng ta gọi là common sense, tức là những cái an toàn rất là căn bản ở nhà. Thí dụ như cái hình bác sĩ Dương vừa mới đưa ra thì tự nó cũng cho chúng ta cái ý niệm làm thế nào để cho an toàn, đặc biệt là buổi tối. Vâng, ở buổi tối thì là cái vấn đề mà như quý vị thấy là đây là cái bức hình mà quý vị nên bật đèn thật sáng, đi ở dưới đất nó không có thảm, không có gì để đi nó ngã. Nhưng đặc biệt nhất là người lớn tuổi mà khi quý vị ngồi dậy nhanh quá thì cái tăng sông nó sẽ thấp xuống. Còn đây bác sĩ Thái nói bác sĩ Dư uống cho bệnh nhân uống thuốc nhiều có thể bị calcium nó absorb không được, nhưng mà nếu bác sĩ Thái cho thuốc cao máu nhiều quá, nhiều khi đứng nhanh quá nó cũng có thể nó làm cho bệnh nhân té ngửa, phải bác sĩ Thái? Vâng, kính thưa quý vị, thì trước hết để tiếp thêm với cái vấn đề gọi là vitamin D và cái gọi là vai trò của vitamin D, chúng tôi đã nói về là xương, nhưng mà ngoài ra vitamin D có cái vai trò rất quan trọng trong cả cơ thể chúng ta. Chúng ta đã thấy đó là khi thiếu vitamin D thì bắp thịt của chúng ta yếu đi và có thể té, và áp suất của chúng ta có thể cao hơn, và chúng ta có thể mất trí nhớ, chúng ta có thể ngủ không được, và hệ thống miễn nhiễm của chúng ta có thể yếu đi, và từ đó chúng ta dễ cảm cúm, dễ bị nhiễm trùng. Đó là những cái hậu quả của thiếu vitamin D. Vâng, thời giờ chắc hết, để chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình sau phần quảng cáo. Vâng, xin quý vị đừng rời máy.